Xin kính chào bà con nông dân ngành cao su, chào tất cả cô bác, anh chị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục chia sẻ về giá mũ cao su. Đây là những cái chén mũ cao su hồi qua còn một ít, đến đông lại để xem bữa nay nó cứng không, để đi bán cô bác anh chị. Thì nó cũng không được cứng lắm. Đây, mũ như thế này thì đem đi bán được hiện giờ á, hôm nay ngày 16 tháng 4 á, thì bán sẽ được 9.000 một ký nha cô bác anh chị. Có những cây mũ rất là nhiều, mũ nửa tô luôn. Cái cục này chắc khoảng 3 lạng á. Tôi cạo thì thường mũ dây tôi bỏ vô chén và để cho nó đặc và bán chung luôn. Thường thì mũ dây và mũ chén, mũ dây để riêng dồn để lâu ngày được số lượng lớn thì đem đi bán có tiền hơn, nhưng do không có thời gian nên mũ dây với mũ chén rồi để chung rồi đem đi bán luôn. Rồi cái chén này chắc đựng cũng được, nếu mà đầy chén thì cũng được 7 lạng, không, chắc không tới 7 lạng, chắc cỡ 4 lạng à. Tô này chưa được nửa ký, 4 lạng. Một tô, một cây ví dụ đầy 4 lạng, 10 cây 4 ký, 100 cây thì 40 ký. Mà thường thường một phần cạo là 450 cây thì 4 4 16 4 5 20, nếu mà một phần cạo 450 cây mà tô nào cũng đầy như thế này á, thì sẽ được 180 ký. Nhưng mà đi cạo thực tế thì nó sẽ không có như vậy, có cây nhiều cây ít, có cây có thể là hai tô cũng có, mà có cây chỉ dán bánh bèo thôi, thì nhiều cây gộp lại là chưa được một tô nữa. Đó, như mũ lột ra như thế này thì đi bán liền sẽ được 9.000 ký nha cô bác, 9.000 một ký. Còn mũ nước hiện tại bây giờ giá vẫn là 200 Việt Nam đồng trên DRC hay trên 1 độ. Rồi sẵn giới thiệu với cô bác anh chị luôn, đây là nước phèn á. Nước phèn nè, mình đây là xô trúc mũ nhưng mà để lâu ngày quá không có lột. Bây giờ nó đóng. Giờ để làm nước phèn để đánh đông mũ. Khi mà mình cạo mũ, ví dụ mũ được vô tô như thế này thì mình đổ nước một ít nước phèn vô và mình lấy cây mình đánh đều lên, thì trong vòng một phút mũ sẽ đặt lại.
và trời mưa thì không có bị trôi. Hôm nay thì mưa liên tục, có khi mưa chiều, có khi mưa sáng, có khi mưa đêm. Mưa lớn, mưa đều lớn hết, nên mà cạo mũ xong mà không kịp chút, không kịp đến đâu thì nó sẽ trôi hết. Mũ này thì hồi nãy thì ấy ra thấy nó hơi mềm mềm, nhưng mà để hồi lâu thì thấy nó rất cứng này cô bác, nó cứng cứng da, tại vì mũ đầu mùa thì nó có độ. Nhưng mà mình lột ra vậy nè thì mình nên đi bán liền, không là nó sẽ ra nước, nó mất tí nè, nó ra nước, nó ra nước này, nó ra nước, nó mất tí. Còn nếu mà mình không bán liền thì mình ngâm có nước, mình bỏ vô mình ngâm nó đỡ hao ký. Theo quan sát của tôi thì hiện tại ở trên thành Bình Phước này đã có rất nhiều điểm mua mũ, đã khai trương mua mũ trở lại cô bác. Cái điểm mà tôi hay bán thì nó mở lâu rồi, giá thì 200 đồng một độ, còn những cái điểm khác thì không biết họ mua như thế nào. Thì để tôi sẽ hỏi thăm và cập nhật giá cả liên tục cho cô bác anh chị biết để nắm tình hình giá mũ. Nhưng heo hiện tại thì giá rất rẻ, hy vọng thời gian sắp tới, trong thời gian ngắn tới nữa thôi thì giá sẽ tăng lên. Cái giá này thì nếu mà những cái vườn nào, vườn tư nhân nào mà hơi nhân công cạo thì không đủ trả công nha cô bác anh chị, tại vì 200 đồng một ký mũ, 200 đồng một độ, mà mũ 30 độ á, thì một ký sẽ có 6.000 thôi, một ký 6.000, trăm ký thì mới được 600.000. Nhưng đầu mùa thì độ hay cao, độ có thể 35, 36, hơi bốn mấy độ, thì mình tính giá chót hay giá thấp nhất đi, một ký là 30 độ thì nhân lên là sẽ được 6.000, và 100 ký thì được 600. Nhưng đầu mùa vô thì cạo chỉ cỡ chừng 30-40 ký, thì cho 40 ký đi, 40 ký nhân với 6.000, 4 lần 6 24, 240, 240. Mà tiền công á, thì bây giờ tiền công cạo cũng phải là một phần 450 cây thì cũng phải là điện kéo thì cũng phải là 89.000 một cây trên tháng, thì nhân gió cho 30 ngày thì cũng là 3 triệu rồi, tức là ngày cũng phải hơn 100.000, mà thu hoạch có ngày mình được có 200 mấy thì cả tiền công là hết 100 mấy, thì còn được có mấy chục, rồi mình phải ăn uống rồi phân cho nữa. Như vậy thì giá mũ hiện tại là không đủ trả tiền lương nha cô bác. Thì nhà nào có công cạo, nhà nào có sức cạo thì tự cạo, và thì sẽ đỡ hơn. Còn nhà nào không có không người làm cạo á, thì sẽ hơi nhân công thì sẽ không có đủ tiền trả lương. Thì hy vọng sắp tới giá mũ sẽ lên. Rồi thì sẵn đây giới thiệu cho cô bác anh chị cái hùng này là cái hùng để đựng nón mà cô bác anh chị.
Đây là loại máng lợn nha các bác. Máng này thì đóng ở miệng kéo được nè, hoặc là mình đóng lên cao cũng được. Cái máng này nó có hai cái mặt mặt trơn chống kéo. Chống kéo thì để được lâu, xài được lâu. Rồi, cảm ơn cô bác và anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.